Hà Nội đang ngày càng hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước với những nét đặc sắc của lịch sử nghìn năm văn hiến. Đến với thủ đô Hà Nội, du khách có thể thăm thắng cảnh Hồ Gươm với di tích Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Du khách còn được biết đến di tích chùa Một Cột với gần 1.000 năm tuổi, nơi được coi là quốc tử và rất linh thiêng. Chùa Một Cột hàm chứa ước vọng của người Việt đồng nhất Đức Phật, hiện thân của trí tuệ vô biên với nguồn sinh lực vĩnh cửu của đất trời. Nguồn sinh lực này chảy qua cột đá truyền xuống đất và nước để từ đó bừng lên một cuộc sống hạnh phúc cho thế gian. Nhưng nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều du khách là văn miếu Quốc Tử Giám, nơi bắt nguồn của hệ thống các văn miếu ở Việt Nam, nơi thể hiện đầy đủ và sinh động nhất những nét đặc sắc của nền văn hiến Việt Nam hàng nghìn năm tuổi. Đi qua văn miếu Môn của Quốc Tử Giám, ta thấy một khu vườn với những cây xanh trăm tuổi ẩn bên hồ nước trong xanh soi bóng bầu trời. Không gian yên tĩnh trong lành tạo một cảm giác thư thái cho những du khách yêu thích khám phá cái hồn của bản sắc văn hóa dân tộc qua những di tích lịch sử nơi đây. Với lối kiến trúc hình khối thể hiện ở năm khu, văn miếu Quốc Tử Giám gây ấn tượng đặc biệt cho khách tham quan ở nơi thờ Khổng Tử và các vị hiền triết, ở khu vườn bia tiến sĩ và khu nhà Thái học, di tích trường đại học đầu tiên của nước Đại Việt xưa. Đến với văn miếu Quốc Tử Giám, chúng ta có thể tìm hiểu nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, thư pháp, văn học nghệ thuật, vân vân. Nhưng bao trùm lên tất cả là nơi đây đã lưu dấu quá trình hình thành tầng lớp trí thức nho học Việt Nam. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ có chiếu rời đô về Thăng Long. Và 60 năm sau, năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng văn miếu, đắp tượng Khổng Tử và những vị hiền triết của đạo Khổng để thờ ở đó. Điều đó chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của vị hoàng đế anh minh này. Việc thờ Khổng Tử trong văn miếu đã chứng tỏ nho giáo được lựa chọn như một tư tưởng chính thống để phát triển và giữ vững sự tồn vinh cho nhà nước Đại Việt xưa. Thời gian này đất nước mình là Phật giáo rất phát triển, dưới triều Lý Phật giáo được độc tôn ấy. Phật giáo đã tồn tại lâu dài rồi. Trong triều là quốc sư, là các vị thiền sư, rồi quốc sư Vạn Hạnh, rồi quốc sư Ngô Chân Lưu, vân vân, đời Lý toàn các quốc sư về Phật giáo. Phật giáo có rất nhiều ưu điểm, dạy cho người dân tinh thần từ bi bác ái, rồi xây dựng một cái hạt xã hội rất là tốt đẹp. Nhưng mà Phật giáo thì có một điểm là trị nước, cai trị đất nước thì Phật giáo không quan tâm cái đó. Vua Lý Thánh Tông ấy, ông ấy rất đặc biệt, ông ấy chú ý tới nho giáo. Thế nhưng bây giờ rõ ràng chúng ta đất nước mới giành được độc lập, nên phải tính đến cai trị đất nước. Đối với cái nền văn hóa của Trung Quốc, Khổng Tử là một nhân vật mà cái học thuyết của ông ấy người ta có thể ứng dụng được vào hết tất cả các lĩnh vực đời sống. Đóng góp của Khổng Tử không phải là ông ồ ạt đưa ra những hệ thống lý thuyết, mà chính là hệ thống triết học và hệ thống nhân sinh quan của Khổng Tử là được dàn trải ra trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, từ việc quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, giữa xã hội với từng cá nhân, từng gia đình, giữa từng con người trong gia đình với nhau, rồi trong phong tục tập quán của xã hội. Thuyết Khổng Tử hay còn gọi là thuyết nho giáo là một học thuyết về cách ứng xử của người quân tử, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thuyết chính sanh tam cương và ngũ thường của Khổng Tử nhằm giáo dục con người rèn luyện năm phẩm chất cần có: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Xác định cách ứng xử của danh phận vua tôi, cha con trong những mối quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng. Trong một thời kỳ lịch sử nhất định, học thuyết nho giáo đã góp phần quan trọng trong tổ chức xã hội phong kiến về nền nếp kỷ cương, dạy con người có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đến với gian thờ Khổng Tử và các bậc tiên nho tiên hiền,
mọi người được suy ngẫm về cái hồn của học thuyết đạo Khổng với chủ trương đức trị nhân chính vương đạo, lấy giáo dục làm gốc, trọng kẻ hiền tài. Giáo dục nho học luôn gắn liền với chính trị, vì từ nền giáo dục này chọn được những người hiền tài có khả năng điều hành mọi công việc nhà nước. Nhờ thế nền khoa cử nho học được hoàn thiện qua các triều đại. Qua Khuê Văn Các, du khách bước vào khoảng không gian của một chiều dài lịch sử được ghi dấu ở khu vườn bia tiến sĩ. Khuê Văn Các tượng trưng cho sự tỏa sáng của sao Khuê, tròm sao sáng nhất trong 28 tròm sao thuộc dải Ngân Hà, vật tượng trưng cho văn hóa tri thức. Từ Khuê Văn Các nhìn xuống là mặt nước trong veo của giếng Thiên Quan Tỉnh, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Đây quả là nơi hội tụ tinh hoa của trời đất. Tinh hoa văn hóa Việt được tụ hội ở nơi đây, với 82 tấm bia tiến sĩ đặt trong hai dãy nhà đối xứng nhau qua giếng Thiên Quan. Bia tiến sĩ là pho sử đá lưu danh tiếng thơm muôn đời của các bậc nho sĩ hiền tài cho hậu thế. Theo khảo cứu của giáo sư Ngô Đức Thọ, tính từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1787, đã có 94 khoa thi tiến sĩ, trong đó có 4 khoa không dựng bia và 9 khoa đã dựng bia nhưng bị mất. Vì vậy, hiện nay chỉ còn 81 bia tiến sĩ triều Lê và 1 bia tiến sĩ triều Mạc. 82 tấm bia tiến sĩ ghi danh 1.307 tiến sĩ, trong đó có 3 người thi đỗ 2 lần. Tấm bia Nhâm Tuất Đại Bảo 3 năm 1442 được dựng theo ý tưởng của vị hoàng đế tài cao học rộng Lê Thánh Tông, là tấm bia đầu tiên được dựng ở Văn Miếu. Bài ký nổi tiếng khắc trên bia đã để lại cho muôn đời sau một tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân tài của người Việt. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Câu văn hàm xúc như chân lý đó đã trở thành danh ngôn mà các soạn giả văn bia những khoa sau đã trích dẫn đến 7 lần. Còn đối với những học giả, những nhà nghiên cứu hiện nay thì số lần trích dẫn và bình luận câu văn trên không đếm xuể. Điều đó chứng tỏ sức sống giá trị của chân lý là trường tồn. Trong vườn bia tiến sĩ chỉ có 2 tấm bia được đặt riêng trong đỉnh bia, tả bia đình và hữu bia đình. Đó là 2 tấm bia dựng đầu tiên của khoa thi năm 1442 đời vua Lê Thánh Tông và khoa thi năm 1448 đời vua Lê Nhân Tông. Đây là những tấm bia đầu tiên ghi dấu tên tuổi của đội ngũ các nhà trí thức nho học Việt Nam. Hiện nay, nhờ kỹ thuật chụp ảnh hiện đại, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn toàn bộ nội dung những tấm bia đó. Các triều đại trước đó vẫn tổ chức thi đại khoa, và sự đóng góp của các bậc hiền tài trong thời Lý Trần Hồ như Lê Văn Thịnh, Trần Chu Phổ, Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi, vân vân, làm rạng danh sử sách Đại Việt xưa. Đến tham quan nhà trưng bày trong khu nhà Thái học, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những bản dịch chữ Hán Nôm với những tranh ảnh và đồ vật minh họa một cách cụ thể và sinh động tư tưởng trọng dụng người hiền tài của các triều đại phong kiến trước đây. Có thể hình dung rõ nét không khí học hành thi cử náo nhiệt trong lịch sử khoa cử Đại Việt xưa. Để chuẩn bị cho kỳ thi hội, các địa phương tổ chức thi hương. Những người đỗ ở kỳ thi này gọi là hương cống ngay cử nhân. Theo sử sách ghi lại, các địa phương phía Bắc có 6 trường thi hương. Những cử nhân đỗ ở kỳ thi hương được tập trung về Văn Miếu để dự kỳ thi tiến sĩ, bao gồm thi hội, sau đó thi đình. Chỉ những thí sinh đỗ ở kỳ thi đình mới có tước danh như Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến Sĩ.
các tân khoa sau khi thi đỗ được ban thưởng mọi ân huệ của nhà vua, được nhận mũ áo cân đai triều phục, nòng ngựa quý, cờ quạt, phường trống, vinh quy bái tổ, bổ dụng quan chức, thực danh giá biết bao. Thời đó, nền giáo dục và khoa cử nho học rất được chú trọng. Không những ở triều đình, mà ngay trong từng gia đình, dòng họ, làng, xã cũng đề cao tinh thần hiếu học, coi trọng việc học. Các làng xã Việt Nam xưa đều đề ra các quy định khuyến học được ghi trong hương ước của làng. Nào là cấp ruộng học điền, giảm phu phen tạp dịch, đón rước binh quy, ban ngôi thứ cao trong đình. Bởi vậy, đã huy động được mọi nguồn lực của cả cộng đồng, từ gia đình dòng họ đến làng xã đầu tư cho giáo dục. Hầu hết trên các văn bia đều ghi rõ số người dự trong các kỳ thi hội. Khoa thi năm 1442 có 450 người dự thi, đỗ 33 người. Nhưng đến khoa thi đời nhà Mạc năm 1529, con số sĩ tử dự thi đã lên tới 4.000 người. Khoa thi năm 1640 đời nhà Lê có số sĩ tử dự thi cao nhất là 6.000 người, nhưng số người trúng tuyển cũng chỉ có 22 người. Đây là những con số biết nói. Cứ thử hình dung một không gian nhỏ bé như văn miếu quốc tử giám mà chứa tới hàng nghìn người về dự thi, thì đủ thấy được không khí náo nhiệt của một ngày hội lớn về học hành khoa cử. Đồng thời, con số thi đỗ rất ít ỏi, nói lên sự nghiêm túc chặt chẽ trong việc tuyển chọn người tài. Nhờ sự nghiêm túc và coi trọng người tài đó mà trong chiều dài lịch sử dân tộc, đội ngũ trí thức nho học Việt Nam, những nguyên khí của quốc gia Đại Việt đã có những đóng góp to lớn trên mọi lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, khoa học tự nhiên và xã hội, vân vân. Thái sư Lê Văn Thịnh quê ở Bắc Ninh là trạng nguyên khoa Minh Tinh thời nhà Lý, khoa thi đầu tiên năm 1075. Sau khi thi đỗ, ông được cử giữ chức thị lang bộ binh, tương đương với chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Do công lao to lớn và tài năng xuất sắc nên Lê Văn Thịnh được thăng tới chức thái sư, tức là vị quan đứng đầu triều đình thời bấy giờ. Trạng nguyên Mạc Định Chi quê ở huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Ông đỗ trạng nguyên khoa Giáp Thìn năm 1304. Sau đó ông được cử đi sứ sang nhà Nguyên, được vua Nguyên khen ngợi gọi là lưỡng quốc trạng nguyên. Ông là người sống thanh liêm và ngay thẳng. Vẫn còn đó những giai thoại về chuyến đi sứ phương Bắc, với khí tiết cứng cỏi của ông, với tài ứng đối và biện luận, khiến cho quan lại nhà Nguyên phải kính trọng. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, biệt danh là Tuệ Tĩnh, là một vị đại danh y, có công rất lớn trong việc xây dựng nền y học dân tộc từ buổi ban đầu. Năm Tân Mão 1351, ông thi đỗ thái học sinh, tiến sĩ lúc mới 21 tuổi. Phương châm y học của Tuệ Tĩnh là nam dược trị nam nhân, tức là nghiên cứu thuốc nam để trị bệnh cho người nam. Các tác phẩm của ông tóm tắt công dụng của 360 vị thuốc và 13 phương gia giảm, với đặc điểm là đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm. Danh y Tuệ Tĩnh được thờ y miếu kinh thành Thăng Long cùng với hải thượng Lãn Ông. Ngoài ra, ông còn được đặt bài vị để thờ cúng tại quê hương ông, văn miếu Mao Điền, Hải Dương. Bức hoành phi truyền